gì mà xì nhầm thế? Phải em muốn chụp bỏ xuống đầu tắt trả rồi cái phải lại. Chúng tôi bị chỉ thắng. Dạ em xin chào tất cả các chị. Chúc các chị thứ hai thật nhiều năng lượng, luôn luôn xinh đẹp. Nhớ mua vải để về làm đẹp nha các tình yêu ơi. Sắp sửa đến 20 tháng 10 rồi. Các chị nhé mình ơi, hôm nay là ngày 16, còn 4 ngày nữa thôi. Oh yeah, oh yeah. Không biết mình có được tặng quà không ta. Nghe thấy tặng quà cái tự nhiên rung tay hả? Hình như năm ngoái chị được tặng quà mà. Ta đâu được tặng quà đâu mà ta được ta vẫn còn giữ cái video mà con với lại con Vân với lại chúng mày hát bài bên nhau dây tơ không lại nói thành đôi. Em nhớ cái ngày gì mà anh Tiến đi mua nhẫn về tặng cho chị đó. Rồi quên luôn. Giờ chị thất bại. Giờ chị thất bại. Cất đôi nỗi sầu. Em buông tay cất đôi nỗi sầu. Vậy hả chị Mai Ren và Trần ơi, em cảm ơn chị. Dạ em chào chị Nhung Nguyễn, các chị ơi. Các chị hè. Đầu tuần có nhiều năng lượng không các chị ơi? Ủa vài chế mắc còn không vậy? Phòng mỗi màu xăm thôi hả? Tại vì mình phải ăn. Đây nhìn khỏe rồi. Sau 4 ngày cho tới 5 ngày đặt hàng cho các chị, hôm nay hàng mới về. Các chị ơi, sau 4-5 ngày đặt hàng của các chị hôm nay mới về chốt đơn. Lai trễ vậy hả? Dạ đúng rồi chị ơi, tại sáng tại hôm nay có khách ấy. Học ở nhà lâu quá rồi biết gặp chị lên chị có công việc ấy cho nên là em cũng hơi. Yeah, em cảm ơn chị Minh Thu. Các chị ơi, trúng số độc đắc đó hả? Trời đất ơi, em ngày nào chả trúng số các chị. Em ngày nào em cũng trúng số hết. Trúng số là các chị là những vé số của em đây này. Đúng rồi. Trời ơi, chưa gì sáng thứ hai đã thấy ăn năm chai mưa nói câu và nói là nghe là thấy thấm lòng luôn à. Mặc vì đam mê thôi chứ còn hay không còn không quan trọng. Áo dài là tú may là mặc vì đam mê thôi à. Và mặc đến với Chúa thôi chứ còn không có liên quan gì có hay không bán không quan trọng. Không bán vì lợi nhuận, bán hàng tú với thiên kim, bán hàng không vì lợi nhuận, các chị bán vì đam mê thôi. Nhà có không có gì ngoài điều kiện, đấy chốt đơn hết câu này. Các chị ơi, sau bao nhiêu ngày chờ đợi em nó đã về đây. Giá có 100 ngàn một áo, giá tốt vô cùng luôn. Và chất vải các chị ơi đẹp lắm luôn, lên liền chốt đơn. Không lấy là tiếc một nốt nhạc nha. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn, mới toàn xà toàn luôn các chị ơi. Nè 100 ngàn một áo cho em nha mấy chế ơi. Chắc phải là Lenin nhá. 186 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 186 cho em nha các chị nha. Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. Các chị ơi, niềm vui là còn hơn là liều thuốc các chị. Nói về chiếc sáng là em xuống một chút xíu là nhà em có khách đấy mấy chế ơi. Em có chị gái nuôi lên chơi á cho nên là em ngồi chơi với chị một chút đó. Anna Hằng 186. Đôna Như 186, Trang Nguyên 186, Kim Tuyến 186, Song Nguyễn Vân 186.
Trần Diên Khánh 186, Nguyễn Thị Ngọc Thúy 186, Hương Thu 186. Phạm Hương 186, Lan Võ 186, Nguyễn Hương 186, Tài Trí 186, Hương Lê 186, Oanh Trần Oanh 186, Đông Thu 186, Mỹ Thuận Lê 186 hai áo, Nguyễn Yến 186, Châu Trần 186, Ngọc Bạch 2186, Trần Như Ngọc 186, Liên Trần 186. Dạ chị Lê Như An ơi, đó là chai sữa tắm bên em tặng mình đấy chị. Còn không? Các chị ơi, các chị lấy ngay và liền. Các chị biết làm sao không? Vải này mỗi lần em bán cho các chị rất là vất vả, không có sẵn ở chợ đâu. Hoàn toàn hàng là phải đặt hết. Trời ơi các chị ơi, 100 ngàn một áo, vô cùng đẹp luôn. Nguyễn Hồng 186 nha. Các chị ơi, lên thì nó đẹp hơn là các chị mua vải đuổi trơn, nó rất là nhiều. Không những các chị may áo dài đẹp mà các chị may chung thuốc và may đầm đẹp lắm luôn. Dược Hương 186, Trần Mai 186, Đạo Duyên 186, Lê Tú Di 186, Thảo Lan Phạm 186, Thảo Trị 186, Ngọc Công Sơn 186, Loan Phạm 2 áo 186, Nga Nguyễn 186, Numi 186, Nguyễn Đông 186, Yến Đoàn 186 nữa em, hết 186. Dạ em xin lỗi các chị là màu em vải áo em mặc em đã bán rất là nhiều rồi và nó đã hết các chị ơi, chốt đơn 186 em hết rồi. Đây lấy ngay màu này liền. Trời em có chuyển lại cho chị rồi chị Vũ Phương. Các chị ơi, cái màu này mà các chị không lấy nhà em một nốt nhạc luôn. Các chị biết đâu một cây hàng nó rất là ít luôn. Nó không có nhiều đâu. Nó không có cả trăm áo để bán cho các chị đâu. Hết là hết luôn. Chốt đơn cho em 100 ngàn một áo nha các chị nha. 065 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 065 cho em. Dạ yeah, em cảm ơn chị Mimi. Trời mắt tự nhiên sáng ra. Nó cứ chảy nước mắt rồi các chị ơi. Đẹp lắm luôn đấy mấy chế ơi. 065 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 065 cho em. Chắc phải là lên liền nha. Ôi ôi, nhận lên liền của Tú chưa bao giờ ai thất vọng luôn á. Nguyễn Hương 065 2 áo. Phan Thu Trâm 065. Hồng Nguyễn 065 2 áo. Nguyễn Lan 065. Phạm Phượng 065. Nguyễn Phượng 065. Tài Trí 065. Lê Di Anh 065, Somori 065, Huệ Nguyễn 065, Dona Nhu 065, Đặng Duyên 065, Thi Đoàn 065, Khải Như 065, Liên Hương Nguyễn 065, Nguyễn Dung 065, Mai Nguyễn Thi Mai 065, Huyền Thìn 2 áo 065, Nguyễn Vi 065, Liên Trần 065, Linh Vi Ngô 065, Tâm Mai 065, Loan Phạm 2 áo 065, Đỗ Thị Thu Hà 065, Nguyễn Nga 065, Nguyễn Thị Tuyết 065, Ớt Chuông 065, Nguyễn Hằng 065, Phượng Nguyễn 065, Nguyễn Thị Thảo 065, Chi Lê 065, Nguyễn Hiến 065, Phạm Sương 065, Nguyễn Minh Thái 065, Hương Nguyễn 065, Ngọc Bạch 2 065. Nguyễn Hưởng 065, Tùng Hoàng 065 nữa em hết ạ. À? Các chị ơi, còn 4 ngày nữa là tới 20 tháng 10 rồi. Các chị không được nhận quà từ người yêu thương thì các chị tự thưởng cho mình đi các chị. Cuộc đời này không có lúc nào mà không mình phải tận hưởng đủ, mình phải tận hưởng mọi lúc mọi nơi. Bây giờ những người yêu thương của mình có những người ta sẽ thể hiện ra bằng cái cảm xúc, bằng cái hành động. Có nhiều người ta biết là người ta thương mình từ tận đáy lòng nhưng mà người ta không có thể hiện ra vì lý do là người ta ngại hay người ta thế này hay người ta thế kia. Các chị biết em nói tới ai mà đúng không? Không cần các chị, mình tự thưởng cho mình đi các chị ơi. Chốt đơn em là vậy đấy các chị ơi, em là vậy đấy. Tại vì các chị biết làm sao không, không thể nào mà mình đòi hỏi hơn được vì mình vẫn biết là người đó như thế nào rồi. Bây giờ mình đòi hỏi hơn nữa, mình đâu có còn nhỏ đâu các chị, đâu phải là đang là tuổi mới yêu đâu. Có chốt đơn cho em 105 cho em, giá 100 ngàn một tháng.
là cái gì các chị? Ăn mặc là để làm đẹp đấy các chị. Để làm đẹp thì mình sẽ tự tin hơn, mà mình tự tin hơn thì mình sẽ làm ra được kinh tế, mà kinh tế thì mình chắc chắn là mình sẽ có đầy, sẽ có tình nữa các chị ơi. Gọi là tiền thì đầy túi mà tình thì đầy tim. Chốt đơn 105 cho em 100.000. Phải áo mẫu mặc bên em không có chốt đơn nha các chị ơi. Thanh Lê 105, Teresa Quyên 105, Phan Thu Trâm 105, Phạm Nguyễn 105, Song Nguyễn Văn 105, Tiên Dây 105, Nguyễn Hương 2 áo 105, Minh Vân 105, Nguyễn Hải 105, Emmy Thúy Mai 105, Trần Diên Khánh 105, Quý Lê 105, Tuyết Nguyễn 105, Trang Trương Ngọc Tuyết 105, Ngân Lê 105, Hứa Hà 105, Dương Ánh 105, Đại Xuân 2 áo 105, Ngọc Lan 105, Loan Phạm 105, Nguyễn Thị Thảo 105, Hà Nguyễn 2 áo 105, Oanh Trần Oanh 105, Hoa Phan 105, Ớt Chuông 105, Thoa Nguyễn 105, Liên Trần 105, Hà Võ 105, Thảo Nguyễn 105, Nguyễn Hằng 105, Hoài Trúc 2 áo 105. Ôi chị Hai, cảm ơn. Ngăn tóc hàng còn bao nhiêu? Không có 34, 35, 36, 37 gì hết. Giờ này chỉ có 1, 2. Nè, cho bác Vân nghe nè. Đến đi, nhanh lên. Còn nhiều. Còn hai hết. Trần Thùy 105, Thanh Liễu 105, Ngọc Tú Lê 105, Hà Nguyễn 2 áo 105, Hà Võ 105, Nguyễn Thị Đông 105, Hoa Hậu 105, Huy Phan 105, Dương Ánh thêm 1 áo 105, Nguyễn Thị Đông 105. Con Dễ Thương 105, Hậu Tăng Thị 105, Uyên Vũ 105. Vải này may đầm được không Tú ơi? Quá đẹp luôn các chị ơi. Trời ơi các chị à. Phải dùng từ gọi là quá đẹp luôn chứ không phải là đẹp vừa đâu các chị. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Em còn 4 áo 105, chị nào lấy thì các chị chốt 105 cho em. Không nguồn công bác dạy cho nó 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Bình Diệp 105, Gia Kiệt 2 áo 105, còn 1. Không, các chị ơi, em còn các chị 2 màu nữa, em lên cho các chị 1 màu nữa. Xong bắt đầu em bán que tơ tẩm màu mới về cho các chị nha. Lương Lê 105, Numi 105. Ôi, còn có một áo đọc như gì dữ. Dạ, ok chị Nguyệt Hồ. Trần Như Ngọc 105. Mấy chục cái áo mà đếm. Loan Võ 105. Huyền Đỗ 105. Còn 2. Dạ, em chào chị Như Trương. Nè, các chị nhìn kỹ cho em chưa?
Ôi ôi, vải áo em mà không có hàng các chị ơi, còn mấy áo vậy? Còn hai. Jenny Nguyễn 105. Các chị ơi, giá 100 ngàn một áo thôi nha. 596 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 596 cho em. Các chị ơi, giá 100 ngàn một áo chứ phải là lên liền nha các chị nha. Nguyễn Cơ 105. Quá trời quá đất, cái màu này ở ngoài nó đẹp lắm luôn đó. Đưa ra đây cho chế đi, không có để cho mấy đứa này. Giống nhau không? Khác nhau. Hàng Nguyễn 596, Mai Nguyễn Thi Mai 596, Teresa Quyên 596, Hồng Lương 596, Loan Phạm hai áo 596. Thảo Vi 596, Đại Xuân hai áo 596, Titi 596, Kim San Lam 596, Hợp Nguyễn 596 hai áo. Kim Chi Lê 596 2 áo, Numi 596, Uyên Vũ 596, Trần Nga 596, Uyên Đặng 596, Mỹ Thuận Lê 596 2 áo, Quý Lê 596, Ốt Chuông 596, Hoa Phan 596, Thảo Trịnh 596, Nguyễn Hương 596 2 áo, Hoàng Tuyết 596. Nguyễn Nguyễn 596, Phường Nguyễn 596, Thừa Phong 596, Lê Vi Ngô 596, Quang Khánh 596, Quý Lê 596, Lê Huệ 596, Phương Nguyên 596, Phạm Sương 596, Tuệ Tâm 596, Huê Nguyễn 596, Đinh Thị Đoán 596, Jenny Nguyễn 596, Thi Thu Hương Nguyễn 596, Tuyết Nguyễn 596, Gia Kiệt 2 áo 596, Thơ Nguyễn Ngọc 2 áo 596, Tùng Hòa 596, Thảo Trịnh 596, Lan Võ 596, Thanh Hằng 596, Phượng Thị 596, Tài Trí 596, Hàng Trần 596, Dung Trần 596, Võ Thị Hồng Linh 596, Nguyễn Nguyễn 596, Vân Ngô 596. Còn 8. Yến Phạm Thị 596, Lan Nguyễn 596, Nam Phương Bùi 596, Nguyễn Cương 596, Chính Tâm 596, Trần Thủy 596, Nguyễn Hậu 596, còn 1, Lê Thị Kim Thu 596. Hàng Võ 29, Thanh Thanh Lê Thi 29, Nguyễn Huyền 29, Yến Minh Vũ 29, Nhi Hiên 29, Lạc Nguyễn 29, Hà Chi 29, Nguyễn Dung 29. Đẹp lắm luôn đó các chị.
29 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em nhé chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha, chứ phải là lụa. Thanh Lan Đặng 29, Hồng Phú 29, Thu Đăng 29, Hiền Thu Vũ 29. Còn 4. Thảo Bùi 29 set, Jenny Nguyễn 29. Còn 2. Mèo con dễ thương 29 set. Còn 1. Trời ơi mấy chế ơi. Út Hạnh 29 nữa em hết 29. Đây các chị ơi. Đây các chị muốn mua to tầm. Chốt đơn này còn được cho em. Em nói trước với các chị là riêng đặc biệt cái hàng này á, cái màu của nó các chị rất là lạ. Và các chị biết là cái này này nó gọi là cẩm chướng, hoa cẩm chướng đợt trước khi mà em bán các chị tơ tầm đợt trước 250.000 một áo chứ không phải là ít đâu nha. Đợt này á, giá chỉ có còn một nửa tiền thôi, các chị lấy ngay và liền đi. Xem chưa? Các chị thấy xem chưa? Mấy cái mẫu này là hoàn toàn em vừa mới về đấy. Em mà may lên là các chị hỏi rầm rầm cho mày xem. Giống như là những cái mà thợ như vậy này các chị có nhớ không? Đợt trước em bán các chị là em chưa có kịp may, thật vì thợ chưa có may kịp. Đến bây giờ hỏi đến là cái sạch sẽ không còn nữa. Quần trắng có nha chị ơi. Chị có đơn hàng bên em á, chị nói nhân viên á, lấy quần trắng cho chị 150.000 một áo, giá chỉ còn đúng một nửa tiền thôi. 030 cho em, giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 030 cho em. Trời ơi, mặc những cái màu này em nói với các chị nó sang hết nước chấm luôn. Xanh đỏ tím vàng nhiều lắm luôn rồi mấy chế ơi. Nghe một lần đi các chị. Trời ơi, nó sang lắm luôn á. 030 cho em, giá là 150.000 một áo, 250.000 một bộ tơ tằm, đúng tơ tằm xịt sò luôn, mặc không nhăn không sụn chút đường chỉ luôn. Trên đi Nguyễn 030 một set, Nguyễn Lan 030, mèo con dễ thương 030. Là Nguyễn 030, Phạm Dung 030. Mới về đó các chị. 030, Trần Anna 030, Bân Điên 030. Thân Phú Nguyên 030, Hùng Đinh 030, Ngân Lê 030, Nguyễn Tương 030, Hình Thu Vũ 030 một set, Quý Lê 030, Thâm Lâm 030, Huyền Lê Thu 030 một set, Thanh Anh 030, Trương Thị Ngọc Tuyết 030, Minh Nguyễn 030 một set, Huệ Nguyễn 030. Em vừa mang đi may liền xong tức thì đó các chị ơi, mai mốt đến khi muốn mặc nữa là không có luôn á. Trang Thanh Phạm Thị 030, Dung Nguyễn 030. Giá có 150.000 một áo thôi, đẹp lắm luôn á các chị ơi, màu rất là tây và sang luôn. Phù Nguyễn 030, Phạm Nhàn 030 một set. Ok chị Lạc Nguyễn, Liên Trần 030, Mon Mon 030. Các chị ơi, năm nay là năm của tơ tằm mà. Năm nay là năm của tơ tằm mà các chị. Tiffany Nguyễn 030 một set. Dạ còn nha chị ơi. Nga Hoàng 030 một set. Mỹ Hạnh 030. Nguyệt Nguyễn 2 áo 030. Các chị ơi, năm nay là năm của tơ tằm mà, các chị lấy đi. Trời ơi, mặc kiểu gì cũng đẹp hết. Đây này các chị nhìn kỹ nè. Giá chỉ có 150 một áo thôi, mặc vừa mềm mại, vừa co giãn, vừa đơn giản. Các chị cứ mặc đi, xong các chị thích thì các chị đeo phụ kiện. Nếu mà các chị không thích thì các chị đi đính pha lê hay là đính ngọc trai hay là đính cái gì vào áo cũng đẹp hết các chị ơi. Thúy Trần 2 áo 030, Trần Thủy 030 một set, Võ Huyền 030, Bùi Hoa 030, Nguyễn Thị Kim Anh 030. Em nói là riêng đặc biệt nha, em có nói với các chị nếu chị nào để ý mà cái cách bán hàng của em á, khi mà một khi mà em bán quá nhiều xanh đỏ tím vàng rồi ấy các chị, là bắt đầu em đi sẽ đi tìm những cái màu lạ về em bổ sung cho các chị trắng. Các chị trường hợp các chị mua bị trùng màu, thực tế là có lợi cho các chị và bản thân em cũng vậy luôn. Tại vì các chị biết sao không, không thể nào ai mua một màu mà ba áo với năm áo một màu được, trừ khi các chị thực sự có nhu cầu thôi, đúng không? Nga Hoàng 030 một set, Thanh Lan Đặng 030. 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Em mở ra cho các chị ướm lại thêm một lần nữa nha.
cái này gọi là tơ tằm cẩm chướng, cái màu rất là lạ và sang luôn. Em ướm lên các chị nhìn không nhăn một tí nào luôn. Các chị mặc thứ nhất là có độ giãn, thứ hai nữa cái màu này các chị mặc ở ngoài ấy, em nói thẳng nha, không sang là không lấy tiền luôn đó. Thảo Nguyên Nguyễn 030. Trời ơi, đẹp lắm. 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Còn bao nhiêu nữa theo góp chung ở đây luôn. Tại trên trên 3 đứa mắt là hết lô này luôn, để thấy về hết lô này thì thôi. Tết Di Trần 030. Tơ tằm là hầu như ngày nào bỏ lên bán các chị cũng hết ấy. Đây thêm một mẫu này nữa. Cái màu này ấy, nhiều chị nói nó là màu hồng cánh sen, nó cũng đúng. Cánh sen nhưng mà nó không quá tươi như cái màu mà giới trẻ mặc. Cái màu này á, cho chị nào 55 tuổi các chị mặc cho em vẫn đẹp. Thôi đặc biệt các chị thay thế cho màu đỏ đô được cho em luôn, đẹp vô cùng. Ở ngoài nó sẽ đậm hơn trên này một tông nha. Thảo Nguyễn 030, Thiền Thu Vũ 4Z030, Mai Loan 030. 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 567 cho em các chị ơi. Nguyễn Huệ 030. 567 cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 567 cho em các chị ơi. Không những các chị mặc quần trắng, quần da, và đặc biệt các chị cứ sử dụng cho em cái quần đen. Em nói thật xin lỗi với các chị chứ, tơ tằm bây giờ các chị mặc quần gì cũng được, em thấy phối lung tung mặc vẫn đẹp. 567 cho em, giá 150. Chị nào lấy Nguyễn Lan 567, Tê Si Trần 567, Hương Võ 567, Lạc Nguyễn 567, Oan Đi 567, Miu Múp 567. Mèo Con Dễ Thương 567, Ngọc Dầu 567, Hoa Đỗ 567, Chín Lê 567, Lily 567, Xuân Thu 567. Thời Nguyễn 567, Mai Loan 567. Đẹp quá trời quá đất luôn. 567 cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 567 cho em các chị ơi. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 567 cho em. Chia sẻ live stream cho em với đi các chị ơi. Chúng ta chúc em với đi các chị. Nguyễn Cương 567. Các chị ngộ lắm, cứ cái gì mà Tú mời thì nhất định lúc đầu các chị không mua đâu, nhưng mà về sau Tú mặc thì cứ hỏi rần rần thôi. Rồi chốt đơn ra luôn. Liên Trần 567. Quá đẹp. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nhá. 714 cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 714 cho em các chị ơi. Thu Hàng 567 hai áo. Sao lại như vậy? Tại sao lại có một cái mẫu vải mà nó đẹp? Đẹp một cách kinh dị luôn. 714 cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 714 cho em các chị ơi. Vân Chương 567 xếp. Một trăm năm mươi ngàn một áo, 250.000 một bộ nha các chị. Mèo Con Dễ Thương 714. Vải áo mẫu mặc bên em hết, không có chốt đơn nha các chị ơi. Lạc Nguyễn 567. Bảy một bốn cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 714 cho em các chị ơi. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Vải em mặc ở dưới chợ có đầy, bây giờ người ta đang là lấy về bán đầy, nhưng mà nhà em bán nhiều lắm luôn rồi các chị, em luôn em không có bán nữa các chị ơi. Dương Vũ 714, Thanh Hương 714, Oanh Phạm 714. Không có bán nữa chứ, ở các số người ta đăng lên người ta bán đầy, nhưng mà một khi em đã bán rất nhiều rồi là em không bán nữa.
Ngọc Hường 714, Vân Chương 714 xét. Vũ Phường 567. 150 nghìn một áo, 250 nghìn một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 714 cho em. Chia sẻ live stream cho em với thì các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Rosa Thủy Đoàn 567. Giá đẹp. Mẫu mã đẹp. Trời ơi, mình hàng đẹp. Giá cả rất là hợp lý luôn. Tuệ Tâm 567. Ngoài các chị mua nhà em, các chị được hỗ trợ phí ship hoàn toàn luôn. Giá rất là mềm mại cho các chế mà mình mua luôn. Dạ ok chị Nguyệt Hồng. Rồi cho cô chấm đi lên đây. Đưa một phanh lại. Lên liền giá 100.000. 185 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 185 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo hai. Các chị ơi, hàng này là lên liền, các chị may áo dài cũng được. Nhưng mà đa số nha, em thấy khách mua về đa số là may áo kiểu với may đầm với may Trung Quốc là nhiều nhất. 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 185 cho em các chị ơi. Chất vải là lên liền nha các chị nhé. Kim Chi Lê 185, Bích Huyến 185 4 áo. 185 còn không? Chi Lê 185. Lan Hoàng 185. Lương Thị Kim Phụng 185. Nguyễn Hương 185. 185 cho em, giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 185 cho em các chị ơi. Hoàng Oai 185. Thu Hà 185. Lê Huệ 185. Dạ đó là chai sữa tắm nha chị nhà Mai Ngọc Diễm. Ta ra Trần 185 2 áo. Oanh đi 185. Còn 2. Một trăm ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 185. Nguyễn Thư 185. Còn 1. Hàng này em vừa bán vừa tặng cho các chị luôn. Đây là chất vải lụa Tú Anh đấy các chị. Màu này các chị lấy thì các chị chốt Tú Anh cho em. Chốt đơn cho em giá 80.000 một áo 2 mét khổ 1m6 nha các chị nha. Màu này ở ngoài của nó là màu hồng dâu đậm. Tô Nguyễn Anh Thư 185. Cho cả cái hàng ấy ra luôn chị ạ. Chứ gì ạ, cái bên khác qua nhiều lắm. Để cho mấy gói rất là nhanh chuông lên đi. Các chị ơi, Tú Anh cho em nha các chị nha. Tú Anh cho em giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt Tú Anh cho em các chị ơi. Các chị ơi, các chị đừng có yêu cầu em bán cái gì cho các chị nha. Em không có bán theo yêu cầu của mình đâu. Các chị hỏi mất công em không trả lời. Các chị bảo sao mà mất lịch sự vậy, tại sao mà khách hỏi không trả lời. Các chị ơi, bên em không có bán theo thì hàng theo yêu cầu của mình. Vui lòng đừng có yêu cầu em nha. Chờ cái điều đấy qua cho em. Nguyệt Hồ Tú Anh. Hồ Thị Hồng Lam Tú Anh. Tú Anh cho em giá là một giá 80.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt Tú Anh cho em các chị ơi. Giá
giá chốt đơn cho em là 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị Liên Hương Nguyễn Tú Anh cho các chị nha. Chia sẻ livestream cho em với đi các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị. Tú Ngân Tú Anh, Bích Hường Tú Anh. Đừng có yêu cầu em không có. Thúy Hồng Túy ạ, Tú Anh. Thừa Phong Tú Anh, Nga Hoàng Tú Anh. Huy Phan Tú Anh. Giá cho em là 80.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt Tú Anh cho em nha các chị nha. Phương Trương Tú Anh. Trang Trương Ngọc Tuyết Tú Anh. Nguyễn Thảo Tú Anh. Sarah Trần Tú Anh. Đây. Giống đợt trước em mặc. Đẹp lắm. 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em các chị ơi. Tơ tằm dẻ cúc. Đẹp. Quá trời đẹp luôn. 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em nha các chị nha. DB Kim 107. Cứ tơ tằm giá trăm mấy chục ngàn mà mua là vừa phải. Lê Hoàng Tú Anh 7 áo. Lê Hòa Tú Anh. Có cần phải mua đến mấy trăm ngàn. Hàng Nguyên Tú Anh. Có giá trị của mấy trăm ngàn mới thế không? Nguyễn Hương 107. Mai Phong áo dài 107. Cho em giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 107. Thanh Phú Nguyên 107. Còn một ít cái tím thêm của cái họ giống chị mặc nữa ra đây luôn đi mấy đứa ơi. Nhưng có đeo phiếu phải Nhung ơi. Đây mà. Đây không. Đó là hết. Còn một cái view 107 như ra. Đó là Thanh Phú Nguyên tôn áo dài với lại đất cái kim à. Vĩnh Hương. Đưa ra 107 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em nha các chị nha. Lạc Nguyễn 107 set. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em nha các chị nha. Dạ ok chị Nguyệt Hồng. Chị bị bay màu rồi. Buồn làm chi em ơi. Lá xanh rồi cũng bay màu. Các chị ơi, không sao. Bạn Sara phở... Trần 107 2 áo. Bạn phở bò bạn làm khó mình có cắt hết. Oanh đi 107. Liên Trần 107. Dễ gì mà từ bỏ được niềm đam mê của chế đúng không chị? Sao mà làm sao mà làm phai mờ được niềm đam mê của chế được. 150.000 một áo, 250.000 một bộ, bỏ cái này vô luôn đi này. Này các chị, này còn đâu, thấy hết rồi. Trời ơi, cái này nhắc lại thêm lần nữa đi, may liền luôn đấy, đúng vào mùa. Các chị ơi, khoảng chừng một tuần nữa, qua 20 tháng 10, qua đến đầu tháng là bắt đầu là mình phải mặc áo màu tím rồi. Mai mốt xong ca nha Tú ơi, trời ơi, ca này thuộc hàng ca gì á. Ca lẻ luôn đấy chứ hết hò gì chế ơi. Giá 150.000 một áo, 250.000 một bộ cho em nha. 445 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em các chị ơi. Ít nhất là các dạ, chị bên em kiểm tra này chị nha, chị Đặng Hiên. Thử hứng 1, 2, 3 áo màu tím bắt đầu là qua tháng 11 là các chị đi lễ phải mặc áo tím rồi đấy. 445 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em nha. Quá đẹp. Võ Huyền 107 set. Cái mẫu này là cái mẫu đi vào huyền thoại luôn, em bán đầu tiên luôn đấy các chị. Về sau này bắt đầu nhập về các thứ nó mới có giá này chứ không bình thường. Đầu tiên là giá của nó cao lắm.
445 cho em, giá 150 chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em tính thanh các chị. Liên Hương Nguyễn 445, Nguyễn Hồ 445, Thu Nga Trần 445, Đoàn Trang 445, Thanh Nguyên 445, Nguyệt Nguyễn Hai Áo 445, Chi Lê 445. Thay vì tính thanh mua trơn thì tính thanh tơ tằm này chỉ có đúng một lô này duy nhất có thôi. Maria Kim Ngọc 445, Nguyễn Huệ 445, Phạm Hồng Hạnh 445, PC Ho 445, Nguyễn Thanh Thảo 445, Sarah Trần Sáu Áo 445, Thanh Lan Đặng 445, DB Kim 445, Quỳnh Tô Nữ 445, Lily Nguyễn 445, Teresa Trần 445, Bích Nguyễn Sáu Áo 445, Thanh Thanh Lê Thi 445, Thanh Phú Nguyên 445, Nhà Mai Ngọc Diễm 445, Thúy Phượng 445, Phạm Thu Thủy 445, Nguyễn Hương 445 nữa em hết 445. Các chị có phải công nhận với em là từ lúc mà em nói với các chị từ hôm mà em mặc quần hai dây một tím, em nói các chị là sắp sửa chuẩn bị các chị phải sử dụng một tím rất là nhiều rồi. Trời ơi em thấy khắp Tết mọ cò cò ấy mẹ các chị ơi, từ đến nhà em các chị cũng hỏi tím than, từ đến nhà con Thiên Kim nhà em các chị cũng hỏi tím than. Tím than thôi, ta nói các thể loại tím than là ta nói cứ rồng gì này các chị ơi. Trăm năm mươi. Đó, mẫu tơ tằm này mà mày tính Huế không? Sao không chia tính Huế lên nữa chưa? Không thấy có cái gì tính Huế ở đây vậy? Ấy nói chứ, tính lại đấy là cái gì tính. Cái này hôm qua em chia gì đưa cho anh Trang, nó đi may biết như là nó lấy chưa hay là nó xà lơ một hồi nó không may đi may là tí biết chửi ạ. Đừng nói hôm nay khẩu nghiệp quá nha. Nè các chị ơi, các chị không cần phải mặc tím than, không cần phải mặc tím Huế, các chị mặc tím này cho em khôi cũng đẹp luôn. Nếu mà các chị ơi, chất vải này là nó nói là chú ơi thôi cái này nói chung là cũng còn nhiều á, nhưng mà thôi để chị hạ giá tốt nhất cho em để em bán. Các chị ơi, cái chất vải đẹp vô cùng luôn á, giá có 150.000 một áo thôi, 439 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 439 cho em. Chất này mặc gọi là mặc như không mặc luôn ấy, nó mềm và nó không khít gì tơ tằm Hà Đông đâu các chị, nhưng mà nó có độ co giãn nha. 439 cho em, giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 439 cho em. Giá này em bao cho các chị mua hàng mặc luôn, mở nhận hàng, thanh toán tiền tại nhà cho em, đẹp vô cùng luôn. Quần trắng, quần đen, quần da, quần gì mặc cũng đẹp hết. Tuyết Trần 439 hai áo. Không cần phải mặc một tím than đâu các chị. Vân Tạ 439. Các thể loại tím. Bốn cái chủ nhật của bốn cái thứ bảy hoặc bốn cái chủ nhật của tháng 11 là các chị mặc tổng 8 cái áo một tím cho em. Hương Hương 439, Bích Nguyễn 439 ba áo. DB Kim 439. Đặc biệt là mặc đồ. Chi Nguyên 439. Mặc quần trắng mà hát lễ thì thôi. Trần Anna 439. Rosa Yến 439, Tú Ngân 439 xét. Đào Mai 439. Nguyễn Thúy Hằng 439, Thừa Phong 439, Chi Teresa Bùi 439, Thu Nga Trần 439, Lạc Nguyễn Hai Áo 439. Cho em giá là 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 439 cho em các chị ơi. Thanh Phú Nguyên 439. Đẹp quá trời quá đất luôn đấy các chị. 439 cho em, giá 150 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 439 cho em. Nhớ chia sẻ like. Ngân Hương Nguyễn 439. Tương tác giúp em với nha các chị nhá. Đâu cái bảo chị mặc vào một sao đấy. Quang Khánh 439, Nguyễn Hoàng 439. Giống em ạ. À. Em còn đúng màu này thôi. Giá Phương Trần 439 áo các chị ơi. Giá là 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em nha các chị nha. Có ngọc trai của mày mới cắt và treo, có treo không? Bỏ ra đây bán nè. Chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em các chị ơi, giống y chang vậy em đang mặc cái người đó các chị.
Liên Hương Nguyễn 225, Vũ Mến 225. Trần Anna 225. Bích Nguyễn 6 áo 225. Còn 4 đi ngươi. Cô lấy mấy rồi? 4 rồi đúng không? Dạ. Vậy là còn 2. Chi Teresa Bùi 225. Còn 1. Thủy Vân 225. Mẫu này em bán tặng các chị giá 100 ngàn một áo chứ phải là Vân Phát. Vân Phát nhũ. Đẹp lắm. Bán tặng các chị giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 408 cho em. Hôm qua nhà chị Kim hả? Thiết kế màu trắng đi kìa. Trời ơi cháy hàng. Đang like, trời đang like ngon rồi ngon. Rồi sụp nụ luôn. Hết like luôn. Bán hàng, bán hàng không áp lực về kinh tế mà. Thế mà nhòe cái nghỉ mai bán. Trời ơi trời. 408 cho em bán, em chia lại cho các chị á. Liên Hương Nguyễn 408. Bế Nguyễn 408 6 áo. Em Thúy Mai 408. Ngọc Dầu 408. Trần Thắm 408, Đinh Hiền 408, Hương Hương 408, Thi Nguyễn 408, Thúy Hồng 408, Bùi Thị Ngọc Hương 408, Tuyên Dinh 408, Mai Phương 408, Đạp Nguyễn 408. Đẹp lắm. Trịnh Hằng 408, Hà Trương 408, Phương Trương 408. Giá còn 100 ngàn áo rồi các chị ơi. Chị nào đấy thì các chị chốt 408 cho em nha các chị nha. Kim Trang 408, Hồng Phạm 3 áo 408, Võ Thị Sành 408, Thêm Vũ 408. Chị Hà Trương có rồi chị ơi. Giá có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Hoàn toàn các chị được phi. Nhật Lệ 2 áo 408. Đẹp lắm luôn á. Thanh Nguyên 408, Nguyễn Kiết Tê 408, Hoa Trần Thi 408, Nguyễn Lan 408, Bích Hường 408, Lan Hoàng 408, Sáng Minh 408, Trên Phạm 408. Cái cổ cẩm này mà không mặc thì kiếp tiếp cả thăm xuân. Tô Mỹ 408, Mỹ Nga 408. Cổ cẩm này mà không mặc thì đúng tiếp cả thăm xuân. Nguyễn Nhật An 408. 130 ngàn một áo, 230 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 167 cho em các chị ơi. Lắm luôn đó. Thúy Mai 167. Là Nguyễn 167 xét. Các chị ơi, cái tơ tầm xin lỗi các chị, cái thổ cẩm này mà các chị không may thì đúng kiếp thẻ thăm con luôn. Đẹp lắm luôn, cái màu mày của nó là màu tím lạ lắm. Tím nha, không phải màu xanh đâu, tím rất là lạ luôn. Lụa Nam Phương ấy các chị mặc siêu sang luôn á. Lã Thủy 167. Mỗi lần mặc cái này là một lần bạn. Thanh Nguyên 167, Lan Anh 167 xét. Nguyễn Hương 167 xét.
150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 167 cho em. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhé. Thu đạm 167. Đẹp vô cùng luôn á. Xuất sắc. Ở ngoài của nó là màu tím á các chị, không phải là màu xanh màu gì đâu. Chốt đơn cho em giá 130.000 một áo nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt 167 cho em. Yến đỗ 167. Này là em bán cho các chị là bằng hoa fan 167. Với kim là em khuyến mãi cho các chị đây nè. Cái này có mấy màu nhỉ? Cho cô màu xanh cốm ở đây luôn đi. Phương Trần 167. Thanh Nguyên 167. Hôm qua là kim nhà thêm kim nhà em bán là em quyết định cho kim mà thôi. Em khuyến mãi cho các chị cái tơ tằm linh lan này luôn 130.000 một áo miễn phí ship cho các chị. Hà Nguyễn 167, Đào Mai 167. Dinh Dương 167. Còn 680 cho em là tơ tằm linh lan nha. 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 680 cho em. Ở ngoài của nó là màu đỏ đô này các chị. Trời ơi nó sang. Nó sang phải nói luôn á. Anh Phạm 167. Tuyết Trần 6802 áo, Lê Huệ 680, là Quyến 6803 áo. Hiếu Trần 680. Thúy Phượng 680. Cỏ Mai 680. Quỳnh Như Đỗ 680. Nga Lê 680 nữa em hết ạ. 130.000 một áo cho các chị nha. 728 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 728 cho em các chị ơi. Giá này là giá có khuyến mãi cho các chị đấy. Hồng Cao 728. 130.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 728 cho em. Quá đẹp luôn á. Rosa Yến 728, Lạc Nguyên 728, Nguyễn Hải 728. Ngọc Anh Nguyễn 728. Thương Nguyễn Thi 728, Đỗ Thị Thủy 2 áo 728. Giờ ngoài mềm, mượt, co giãn, không có cần phải lót phải gì hết. Mặc Hồng Vân 728, Nguyễn Thúy Hằng 728, Ngọc Huỳnh 2 áo 728, Phương Thị Bích Hà 728. 130.000 một áo là em khuyến mãi cho các chị bằng với lại hôm qua thêm kim nhà em bán chứ hàng tơ tằm tất cả nhà em đều giá 150 một áo hết. Phương Trần 728. Tuyết Trần 728. Mẫu này các chị lấy thì chốt cho em là tường vi xanh cổ vịt 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha.
7282 áo. Phan Thị Hồng Vân 728. Cho màu lên cho chị đi. Tường vi xăng cổ vịt cho em giá 150 nghìn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt tường vi xăng cổ vịt cho em nha các chị nha. Cái lúc đầu ấy mà mặc tường vi xăng cổ vịt đấy thì còn xăng đen thì các chị không có mua. Xong đến khi mặc tường vi xăng đen đấy thì còn tường vi xăng cổ vịt thì các chị không có mua. Nhưng mà cứ hãy đợi đã. Ngân Su Su tường vi xăng cổ vịt. Giờ bây giờ các chị cứ hãy đợi. Taxi Trần 728. Đạt Nguyễn tường vi xanh cổ vịt. Không những mà Tú mặc mà Tú làm sao đấy mà các chị nhìn, chỉ nhìn cái áo của Tú thôi, không nhìn cái áo đã ok. Tên Phương Anh tường vi xanh cổ vịt. DB Kim tường vi xanh cổ vịt. Hàng Vân tường vi xanh cổ vịt. Hàng Nguyễn tường vi xanh cổ vịt. Hiếu Trần tường vi xanh cổ vịt. Ngọc Lan tường vi xanh cổ vịt. Thuận Loan tường vi xanh cổ vịt. Thu Đặng 728. Nguyễn Nga 728. Phạm Bình tường vi xanh cổ vịt. Thùy Linh tường vi xanh cổ vịt. Hoa Vũ tường vi xanh cổ vịt. Thuê Nguyễn tường vi xanh cổ vịt. Hoa Trần tường vi xanh cổ vịt. Trời ơi, giá có 150 nghìn một áo là các chị ơi. Tường vi xanh cổ vịt cho Loan, em giá 150. Loan Nguyên tường vi xanh cổ vịt. Hợp Nguyễn tường vi xanh cổ vịt. Cái màu mà em bị đứt hàng tính ra như vậy cho các chị làm. Trần Minh Chiết tường vi xanh cổ vịt. Nguyễn Mà tường vi xanh cổ vịt. Thanh Nguyên tường vi xanh cổ vịt. Đinh Học Liệu tường vi xanh cổ vịt. Đặng Hương tường vi xanh cổ vịt. Duyên Phan Thúy tường vi xanh cổ vịt. Cái màu mà em bị đứt hàng một tháng hai này các chị. 100 nghìn một áo nha. Chắc phải là đường ngọc trai. 866 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 866 cho em các chị ơi. Thu Vũ tường vi xanh cổ vịt. Kim Anh Bùi Thi tường vi xanh cổ vịt. Mai Phong áo dài tường vi xanh cổ vịt. Nguyễn Thúy Hàng tường vi xanh cổ vịt. Đồng Thị Nga 7282 áo. Trần Minh tường vi xanh cổ vịt. Nguyễn Loan tường vi xanh cổ vịt. Dạ, yeah, đúng rồi chị, đẹp lắm. Nếu mà nói lụa tường vi, bạn không biết bao nhiêu áo luôn, rất là hot luôn. 866 là chắc phải lụa ngọc trai, giá 100 nghìn một áo. Màu này em bị đứt hàng tháng nay á, bây giờ mới về lại các chị. Nguyên Đàn tường vi xanh cổ vịt. Âu Hoàn tường vi xanh cổ vịt. Đẹp lắm các chị ơi. Thanh Phú Nguyên 8662 áo. Út Hòa 8662 áo. Loan Ngô 8662 áo. Hoàng Nguyễn 8662 áo. Cathy Lê 866. Đặng Thanh Hương tường vi xanh cổ vịt. An Nhiên tường vi xanh cổ vịt. Loan Nguyễn thêm 2 áo tường vi xanh cổ vịt. Thanh Thanh Lê Thi 866. Trên tay còn không? Thu Nga Trần 866. Thảo Trinh 866 2 áo. Ly Trinh 866. Hợp Nguyên 866. Mê Nguyên 866. Chính Lê tường vi xanh cổ vịt. Nguyễn Thoa 866 2 áo. 866 còn bao nhiêu nữa đếm coi nè. Lan Chi tường vi xanh cổ vịt. Phương Võ 866 2 áo. Thôi đừng có đưa cho nó đếm đi. Chỗ này bao nhiêu? 7 hả chị? 8 9 10 11 12 còn 3 còn 4. Teresa Quyên 866. Liễu Bùi 866. Còn 2. Phương Thanh 866. Còn 1.
100 nghìn một áo các chị ơi. Màu này em bị đứt hàng một tháng nay đó các chị. Một trăm ngàn một áo cho em nhá. Chắc phải là lụa ngọc trai, em nói thật với các chị luôn ấy. Ngọc trai mà các chị còn bảo là nếu với cái giá này mà các chị mua mà còn không đẹp nữa thì thật sự luôn là các chị không mua vải gì nổi đẹp hơn nổi nữa đâu các chị ơi. 95 cho em, giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 95 cho em. Trời ơi, cái màu nâu cacao đậm nó đẹp. Nó không phải màu nâu đen đâu nha, nó là nâu cacao. Hồng Thắm 866. 965 cho em, giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 95 cho em các chị ơi. 100 ngàn một áo, chắc phải là lụa ngọc trai nha các chị nha. Không những may áo dài đẹp mà may bộ áo dài đẹp mà may quần thì khỏi cần phải chê luôn rồi. Cỏ Mây 95, Nguyễn Lan 95, Lily Nguyễn Hai áo 95, Thảo Trinh 95, Hoàng Vân 95, Hợp Nguyên 95, Mai Thu 2 áo 95, Lộc Nguyễn 95, Lan Ngô 2 áo 95. Không có bóng luôn. Nếu mà ưu điểm của nó là che được tất cả các cái khuyết điểm của các chị luôn á. Không hít vào trong người này, không mỏng này, không bóng này, có độ co giãn này. Trời ơi, cái phần hàng cái mông ở ngoài các chị rờ ngoài nó đẹp như nhung ấy. Thu Hằng Nguyễn 95, Liên Dông 95, Vân Kiều 95. 866 em hết rồi ạ. Nguyễn Thị Lan 95. 95 cho em, giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 95 cho em các chị ơi. Ngân Su Su 95, Thúy Vũ 95. Cái màu Thanh Lan Đại 95. Em cũng trên hình trên tường cho các chị này. Cái hàng này của em là em lựa cho các chị toàn màu xanh không. 100 ngàn một áo cho em nha các chị nha. 619 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 619 cho em các chị ơi. Nguyễn Thị Tú 95. Tình Mai 619. Thanh Hòa 619. Phúc Trang 2 áo 619. Cathy Lê 619. Lê Thủy 619. Khúc Thanh Trà 619. Hoàng Hải 619. Thanh Tuyền 619. Cái màu này các chị mặc là siêu trắng da luôn á. Màu này em bảo đảm các chị đi kiếm không có ai có màu này bán các chị luôn á. Màu này là màu em đặt riêng về bán trong cái bảng màu của nó, không có sẵn ở ngoài chợ đâu các chị ơi. 158 cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 158 cho em, giá có 100 ngàn một áo à. Trời ơi, nó đẹp, ai nhận rồi cũng đều là khen rất là tấm tắc luôn. Quá trời quá đất nó đẹp luôn. 158 cho em, giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 158 cho em các chị ơi. 619 đang chốt. Hả? Chị đang lên chốt 619 à. À 619 hả, xin lỗi. Lan Ngô 619. Mấy em đó? 619 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 619 cho em. Các chị nhận ở ngoài coi, cái màu sắc của nó đẹp vô cùng luôn á. Ví dụ các chị không may áo dài, các chị may nguyên một bộ luôn. Xong các chị lấy quần, các chị mặc với tất cả những cái áo khác đều đẹp hết luôn. Chứ đâu nhất thiết là cứ phải mua để may áo không đâu các chị. Bạn này mà còn may quần áo dài nữa thì quá là đẹp luôn rồi. Cái màu mà làm nên lịch sử luôn đó, là cái màu quần mà 18 hôm rồi em mặc các chị hỏi đó. Giờ em trẻ đơn cho các chị, em còn bằng này em bán các chị nữa thôi là hết luôn đó. 100 ngàn một áo cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt sáng cho em là mặc bộ này coi có sang không. Riêng
riêng cái chất vải của Ngọc Trai nó đã rất là sang rồi, và em lựa ra những cái màu mà gọi là tâm tay cho các chị mặc. Phương Vi 619. Xám cho em giá 100, trả đơn còn nhiêu đây, mang ngay cho cô này. Hoàng Hạnh thêm một áo 619. Tìm Mai thêm một áo 619. Thùy Lê 619. Xám còn nhiêu? Hết chưa? Trả đơn chưa? Nguyễn Mai Hương xám. Thu Hoàng Nguyễn xám. Thảo Trinh hai xám. Linh Hoàng xám. Thi Đoàn xám. Nguyễn Thảo xám. Thanh Hương hai xám. Hoa Lê 619 hai áo. Loan Phạm xám. Phương Trương xám. Uyên Nguyễn xám. Vũ Điệp xám. Lê Lê Nguyễn hai xám. Trinh Trần xám. Thanh Phú Nguyên hai xám. Hoa Lê hai xám. Nguyễn Lan xám. Ngọc Minh Lê xám. Lê Vi Ngô xám. Thu Lan Phan xám. Lan Ngô xám. Xám cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt xám cho em. Linh Hoàng xám. Có 100,000 áo mà mấy chị ơi. Trời ơi nó đẹp. Chẳng lẽ chốt đơn cái bộ này trời. Cái Nguyễn Thị Lan xám. Nhưng mà cái quần này là có rồi đấy. Hoa Na Kê Nguyễn xám. Xuân Lư Nguyễn Thi xám. Mỹ Dung xám. Thủy Lê xám. Tình Mai xám. Vân Nguyễn xám. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em nha. 716 cho em, giá 100,000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 716 cho em các chị ơi. Trang Trâm xám. Trinh Trần xám. Vân Lê xám. Mai Thu xám. Thu Đặng xám. Phương Vi xám. Uyên Phạm Thị Thanh xám. Bảy một sáu cho em nhé. Hoa Na Kim Nguyễn 716. Lily Nguyễn hai áo 716. Hợp Nguyên 716. Mai Thu 716. Cỏ Mây 716. Trang Trâm 716. Lộc Nguyễn 716. Thảo Trinh 716 hai áo. Nguyễn Thanh xám. Lệ Thu xám. Thanh Tuyền xám. Thảo Nguyễn xám. Lan Ngô hai áo 716. Nguyễn Thủy Lợi 716. Tuệ Tâm 716. Phạm Thị Dương 716. Lá Thủy hai áo 716. Liễu Bùi 716. Lê Ngút 716. Trinh Trần 716. Đinh Thị Ngọc Đan 716. Hoa Lê hai áo 716. Sáu Kiều Thị 716. Ngân Kiều 716. Ti Ti 716. Nguyễn Loan 716. Đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Phát luôn. Không Đinh Thị Ngọc Lan xám. Còn một đi nữa không? Dạ đúng rồi chị Trần Lan. Còn một đi nữa không? Nguyễn Thị Tú 716. Có 100,000 một áo và các chị còn bảo là ơi em ơi vải đẹp hơn nữa không thì thôi các chị mua Thái Tuấn cho em ha. Trời ơi bán rẻ
sự ai mà mua, ai mà nhận rồi hoặc ai mua hàng em rồi là các chị chắc hoàn toàn không bao giờ còn nghĩ tới là. Còn các chị ơi, các chị mua 300 ngàn thì em là 300 ngàn xứng đáng. Còn 100 ngàn rất là vừa phải luôn, đẹp vô cùng luôn á. Xa ra trận hai áo 716. Có cái màu xanh rêu rêu hay là màu xanh lông tông mà chị hay mặc mà chị còn 5-7 cây ấy. Cũng hết luôn rồi hả? Trời đất ơi. 158 cho em giá 100 ngàn một áo chị nào lấy thì các chị chốt 158 cho em. Màu này các chị mặc không tây không sang nữa thì thôi luôn á. Rất là sang luôn. Phương Thị 716 hai áo. Đi đi Nguyễn. 158 hả chị? Lily Nguyễn 158 hai áo. Nguyễn Thị Lan 158. Cỏ Mây 158. Võ Tuyết Phương 158. Maria Nguyệt Trần 158. Hoàng Nguyễn hai áo 158. Teresa Quyên 158. Mai Thu hai áo 158. Thanh Phú Nguyên hai áo 158. Nguyên Đặng 158. Sarah Trần hai áo 158. Phương Lan Tô hai áo 158. Trần Lan hai áo 158. Nguyễn Kitty 158, Thảo Trinh 2 áo 158, Vân Lê 158. My Nguyên 2 áo 158, Đinh Hường 158. Anh Phạm 2 áo 158. Minh Hằng 158. Phương Nguyễn 158. Cho em giá 100 ngàn một áo chị nào lấy chị các chị chốt. Tuệ Tâm thêm một áo 716. Em có màu trắng thêm với màu trắng tâm này các chị nào lấy chị các chị chốt trắng thêm cho em và chốt trắng tâm cho em. Có cả đen luôn nha các chị nhé. Đây là trắng kem. Còn đây là trắng tinh này. Tốt đây. Mỹ Dung 158. Trắng kem. Thảo Nguyễn trắng tinh hai áo, Lộc Nguyễn trắng kem hai áo, Thanh Hoàng trắng kem. Sarah Trần trắng kem hai áo. Sáu trắng kem, hai trắng tinh. Quốc Nguyễn hai trắng kem, hai trắng tinh. Bé Hùng 158. Hồng Vũ 158 hai áo. Thi Đoàn trắng kem. Sáu Kiều Thị trắng kem. Nguyễn Thị Tú trắng tinh. Lộc Nguyễn trắng tinh. Nguyễn Thị Lan đen. Có đen. Em có đen nha. Em có đen. Đen lúc nào nhà em cũng có sẵn đấy. Đen lúc nào nhà em có sẵn các chị khoảng 200-300 áo. Muốn mua đồng phục có luôn. Chi Teresa Bùi trắng kem. Thảo Lê trắng kem. Phương Nguyễn hai trắng tinh. Cỏ Mây đen.
mà một line mà bán cho các chị hoàn toàn chỉ có vải này không á, mà hỗ trợ phi ship cho các chị nữa là tuyệt đối không có lời luôn. Vải áo dài bảo xuyến trắng kem hai áo, lan ngô đen. Các chị ơi, chốt đơn cho em số 10 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em. 100 nghìn một áo, 200 nghìn một bộ. Các chị ơi, Nguyễn Thư 2 đen, Quốc Nguyên 2 đen, Lê Yến đen. Nguyễn Thắm trắng tinh, Uyên Nguyễn số 10. Hoa hậu số 10, Út Hòa 2 trắng tinh. Út Hòa 2 số 10. Sara Trần 2 số 10. Lộc Nguyễn số 10. Lan Ngô số 10. Nguyễn Lan đen và trắng kem. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em, các chị ơi. Thanh Hoàn số 10. 100 ngàn một áo nha các chị nha. 100 ngàn một áo cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em, các chị ơi. Thu Lan Phan trắng kem. Vào mùa thứ nhất là mùa 20 tháng 11. Thứ hai nữa là vào mùa của đạo Công Giáo, còn phải phải một tí năm nay một tí rất là nhiều. Đa số các chị mua xong các chị may ấy, các chị may trơn xong các chị về các chị toàn chụp hình không à. Cho nên là một tí năm nay thật sự luôn rất rất không, em không biết là đỏ khăn vàng sao chứ còn nhà em một tí mà hầu như lô nào về là cháy đơn hàng lô đó luôn đấy các chị ơi. Từ đến Thái Thuận Ấm Kim cho tới hàng mà gọi là bình thường bình dân, nói chung là tất cả các tím là cứ bỏ ra là vài chục áo, trăm áo một like là chuyện bình thường luôn. Thêm hai Lê Thi trắng tinh. Các chị có phải công nhận với em là đây là cái lụa ngọc trai ấy. Các chị thấy em lựa cho các chị toàn những cái tông này này, tại vì tùy theo chất vải nó có cái ưu điểm á, thì khi mà em lấy hàng cho các chị em về em bán á là em sẽ lấy sẽ biết được cái ưu điểm nào để mà em lựa cái màu cho các chị. Còn cái chuyện mà các chị thích màu gì nó lại là một cái chuyện không liên quan. Tại vì các chị biết sao, có nhiều chị em ơi, cái mẫu em mặc có màu xanh, màu đỏ, màu vàng không? Các chị ơi, người mặc người ta tất nhiên người ta phải lựa một cái màu đẹp nhất để mặc lên trên người rồi nha. Còn em có nói với các chị riêng lụa ngọc trai giá cả thì rất là bình dân, nhưng mà quan trọng nhất là chất vải của nó rất là đẹp. Và đặc biệt nữa là lụa ngọc trai á, là cái màu em lựa cho các chị là tô được cái nét đẹp là vì cái tông của nó rất là tây. Còn ví dụ các chị thích tông mà tông đậm đà mà nổi bật hẳn thì các chị có thể lựa qua chất khác, ví dụ như ăn kim, hoặc là ví dụ như là lụa Hàn Châu, hay là ví dụ như là lụa lụa sapphire, đó là tùy nhá. Này, thấy toàn những cái tông mà phải nói rất là tây luôn. 100 ngàn áo cho em. Sara Trần tím 2 áo. Tím này á, ở ngoài chính xác của nó là một tím lục bình. Chị nào lấy thì các chị chốt tím lục bình cho em ha. Giá có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Đặc biệt là hàng thiết kế, các chị đừng bao giờ hỏi mẫu này có màu gì khác không em ơi. Các chị biết bán hàng thiết kế là một cả một nghệ thuật. Với bán được hàng thiết kế với các chị ơi, phải trễ dễ dàng mà bán được hàng thiết kế đâu. Nếu mà các chị nhìn hình gốc với các chị nhìn hình cầm mẹ ta em đang cầm thì thật sự luôn là các chị không thể biết được nó là cái gì luôn á. Lê Thị bé tím lục bình. Thanh Hoàn tím lục bình. Tím lục bình cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị. Đặng Thanh Hương tím lục bình. Phan Húc Hòa tím lục bình. Chắc phải là lụa ngọc trai. Thúy Vũ tím lục bình.
Phượng Trần 2 tím lục bình, Mai Hảo 2 tím lục bình. Hoa lê 3 tím lục bình. Trần Lan 2 tím lục bình. Hoa Na Kim Nguyễn tím lục bình. Lan Ngô tím lục bình. Thu Hà tím lục bình. Vân Thu tím lục bình. Các chị chốt cho em là 140 nha, 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. 140 cho em giá 100 thì là lấy thì các chị chốt 140 cho em thì chị bảo ổn cho em lựa cái màu kỳ. Nó có kỳ đâu các chị, nó còn có cả những cái nhu cầu rất là lớn luôn. Ví dụ các chị nhìn thấy người ta bán thì đa số các chị cứ lựa là ở hồng cánh sen, đỏ, xanh, vàng. Ủa khách thì em mua nhiều lắm luôn rồi các chị, chất vải gì cũng có luôn rồi, cho nên em thường em hay đi kiếm những cái gì lạ lạ, những cái màu mà gọi là màu hiếm á, là các chị em có nói là màu hiếm là các chị đến shop vải áo dài cẩm tú thì em làm cân hết các chị luôn. BT Vũ tím lục bình 2 áo, Oanh Phạm tím lục bình, Trâm Anh Nguyễn Thi tím lục bình 2 áo, Thùy Lê tím lục bình, Võ Tuyết Phương 140, Thảo Trinh 140 2 áo, Đinh Hường 140, Lan Ngô 140 2 áo, Hoa Lê 140 2 áo, Thanh Phú Nguyên 140 2 áo, Thu Hằng Nguyễn 140, Thùy Trang 140, Hải Phát 140, Yến Đỗ 140 2 áo. Đến thì em là các chị cân được những cái màu mà siêu lạ, siêu hiếm luôn á. Còn xanh đỏ tím vàng nó thật xin lỗi các chị, chứ em alo cái nhà em cả ngàn, 2, 3, 4, 5 ngàn mét, cả chục ngàn mét, một kho, một ngàn đầy, không thiếu màu gì. BT Vũ thêm 2 áo 140. Chốt đơn cho em giá 100 nha các chị. Bạch Đông tím lục bình, Bé Hùng 140. Các chị lấy thì các chị chốt cho em. Ủa? Cái này là nó mới gieo hả? Con này nó làm sao quá nhở? Phạm Bích Chiêu 140 2 áo. Bài áo mẫu mặc bên em không chốt đơn nha các chị ạ. Mai Trâm 140 2 áo. Đổ cái đi nè. Đổ cái đi có vừa đâu. Thu Nguyễn 140. Cái lô đó em bỏ riêng cho anh Ken, nó mang về nó tự xử. Cái lô đó cháu bỏ riêng cho cô phòng này, hai cô cùng tay duy nhất thôi. Vải áo mẫu mặc bên em không có chốt đơn các chị ơi. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu đỏ nhá. Giá cho em là 100.000 một áo, chứ phải là đồ học trai các chị ơi. Rõ ràng lắm là em đừng cắt nha. Cái này chị không có lấy, nó lấy lộ dạ xong rồi, bây giờ hôm nay mang xuống mang về mặc hết luôn. Chốt đơn cho em đỏ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Cái gì người ta dặn phải nhớ chứ. Em sẽ biết bao nhiêu loại chuyện thẻ máy cắt. Hiền Trương đỏ.
đếm cho cô chỗ đó là bao nhiêu, nhắn trên nhóm cho cô để cô chỉ vào sổ cho nó. Đỏ cho em chị nào lấy chị một lan đỏ cho em nha các chị nhá. Vé cho em là 100.000 một ảo các chị ơi. Đếm chính xác cho cô, vì cắt ra là nó còn hao kẻ ở trong cây hẹn nữa đó, không phải không đâu. Bế là một chuyện nhưng mà cắt ra là bị hao nữa đó. Đỏ cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em nha các chị nha. Em còn các chị đỏ là lụa ngọc trai nha chị. Các chị ơi, em còn cho các chị hai màu nữa là màu kem đất với lại là màu sẵn xanh nữa là hết cái lô của ngọc trai á các chị. Em còn cho các chị là kem đất với lại là sáng xong, chốt đơn cho em 100.000 một áo cho các chị nha. Võ Tuyết Phương sáng xanh, áo dài luôn ly cam đất. Còn cam đất cho em giá cũng Teresa Quyên cam đất. Nếu Bùi cam đất. Áo dài luân ly xám xanh. Phương Vi cam đất. Thúy Vũ cam đất. Thanh Phú Nguyên xám xanh hai áo. Bé Hùng cam đất. Không bao giờ các chị thất vọng. Bích Tê Vũ cam đất 4 áo. Lộc Nguyễn xám xanh. Rosa Yến cam đất. Lan Ngô 2 cam đất. Thanh Phú Nguyên 2 cam đất. Bích Tê Vũ xám xanh 4 áo. Uyên Phạm Thị Thanh xám xanh. Thu Vũ đỏ. Maria Nguyệt Trần xám xanh. Kim Chi cam đất. Thu Hằng Nguyễn xám xanh. Nguyễn Hậu cam đất. Thủy Trang xám xanh. Kim Hằng xám xanh 2 áo. Duyên Huỳnh xám xanh. Phạm Thị Dương cam đất. Phạm Bích Triệu bỏ đi cái một cái đó. Vân Thu cam đất. Thảo Trịnh xám xanh 2 áo. Thu Nga Trần xám xanh. Hôm qua em có úp lên cho các chị xem, các chị nhìn thấy không? Đấy là kim nhà em á. Thiên kim nhà em là nó chụp cho các chị là bằng camera bình thường, không có chỉnh sửa bất cứ một cái gì. Mà các chị nhìn thấy từ đến cái sớ vải cho tới cái màu nó mặc nó óng ánh như nhung á. Đặc biệt vải này của nhà em á, các chị ơi, các chị không cần phải mua vải mắc tiền, các chị mặc được cả mùa đông luôn. Mùa đông mặc là không ít vào trong người luôn. Đinh Hường xám xanh. Thủy Vũ thêm 1 cam đất và áo mẫu mặc bên em không có chốt đơn chị ơi. Phạm Bích Chiêu 2 cam đất. Ví dụ như áo xám này mà các chị mặc cái này coi, đẹp không? Quá đẹp luôn á, cái này gọi là tây luôn á các chị. Cái tông này mà các chị phối thì rất là tây luôn. Trên trên xám xanh. Quần này cũng vậy luôn, mà áo xám thì mà mặc quần đỏ này cũng vậy luôn. Trời ơi nó tây lắm các chị ơi. Một áo 200.000 một bộ, một áo 2 mét khổ 1m6, một bộ 2 áo giá là 200.000 miễn phí ship toàn quốc cho mình nhá. Phạm Duyên xám xanh. Đây. Tơ tằm hoa anh đào 150.000 một áo. Quá trời. Lan Ngô xám xanh. Dạ ok chị Quế Chi Bùi. Trời ơi tơ tằm hoa anh đào cũng đẹp. Ta Si Trần xám xanh. Ly Cẩm Nguyễn cam đất 2 áo. Thu Đặng xám xanh. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. 570 cho em, chị nào lấy chị các chị số 570 cho em các chị ơi. Tơ tằm hoa anh đào màu xanh lá. Thảo Trinh đỏ 2 áo.
Mê Chủ sẵn sàng. Phạm Bình 570, áo dài Thảo Duyên 2 áo 570. Lan Ngô 570. Lệ Thu xám xanh. Thanh Hòa 570. Kakarodi 570. Chị nào lấy thì các chị chốt 570 cho em các chị ơi. Nga Nguyễn 570 set. Trâm Anh Nguyễn Thi 570. Hương Hương 570 set. Đẹp như thế này. Thúy Phạm 570. 570 cho em, giá là 150 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 570 cho em các chị ơi. Các chị ơi, Loan không có cắt quần F2 đâu các chị. Loan Hoàng 570, Yêu Phạm 570. Dạ bên em không có cắt quần F2 đâu các chị ơi. Cắt quần F2 thì các chị vui lòng chuyển khoản trước cho bên em nha, 100% tiền hàng. Thì bên em cắt còn chị chốt bên em không có cắt đâu các chị ơi. Bích Hường 570. Chị cho Mai Nguyễn Thi có 570 rồi chị. Cho cô cái đồng tiền ấy, chỗ đấy nó có màu vàng đồng này, màu xanh này. Ờ, cho mấy màu lên đây cho cô. 150.000, à xin lỗi các chị, 130 một áo, 230 một bộ nha các chị. Thảo Vi xám xanh 2 áo. Quần bên em cắt 2 mét khổ 1 mét 6 nha chị. Chúa. Đẹp. 130 một áo, 230 một bộ cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em các chị. Ở dưới còn màu nào của cái lô hàng đó nữa không? Còn thì gom lên cho cô luôn. Cái dạng vải đó thì mình vẫn thường bán. Các chị ơi, 115 cho em, giá 130 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em. Trời ơi, em phun đẹp lắm đó chị. Rồi xin lỗi các chị Thượng Uyển, đẹp lắm luôn. Tường Vi Võ Thi 115. Sang lắm, giá 130.000 một áo à các chị ơi. 115 cho em, giá 130. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em nha các chị nha. Phương Trương 115, Tuyết Nguyễn 115. Phương Nguyên Bắc 115, Diên Dân 115, Tạ Thị Thúy Yên 115 xếp. Mặc đi rồi mai mốt nhớ tới tú. Đẹp quá trời quá đất không may. 115 cho em, giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em các chị ơi. Diệp Hoàng 115. Hoa Lê 2 áo 115. Ngọc Hường 115 set. Còn 5. Thảo Phạm 115. Còn 4. Một cái áo dài thiết kế đẹp mỹ mạng. Duyên Hồ 115 set. Yeah, Bố Thị Mai Chim 115. Hương Hương 115. Mặc là giá trị luôn đó các chị. Xứng đáng đồng tiền các chị bỏ ra giá có trăm. Thi Ngân Hồ 115. Nghe thấy chưa? Hết rồi chị. 115 em hết rồi các chị ạ. Cho chị một em. Chồng xét tay dài đi. Đây các chị đang đi kiếm mà. Thì nhiều chị mà em ơi thôi chị không có thích mặc hoa trơn đâu, với lại tơ tằm chị nhiều rồi, đây chốt đơn cho em. Ở trên nó ôm rê đẹp lắm luôn.
130.000 một áo, 230.000 một bộ nha các chị nha. 810 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 810 cho em các chị ơi. Phải công nhận là đợt này cái chất vải của nó các chị ơi, các chị nhận ở ngoài đi, nó đan tay vô cùng luôn, và nó có một cái độ mượt đấy, nó có một cái độ đan mà khi các chị mặc vào cái form nó sẽ đứng nha, còn có nhiều đợt nó mỏng lắm các chị ơi. 810 cho em, giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 810 cho em. Ở trên của nó là một, ở trên là ôm ren của nó là màu da, ở dưới của nó là màu tím than. Trời ơi, cái hoa văn nó sang hết nước trắng luôn á trời. 130.000 một áo rẻ bèo. Phú Thị Mai trên 810. Giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 810 cho em các chị ơi. Thùy Dương 810. Đinh Hường 810. Ngọc Hường 810. Dương 652, Nguyễn Chi 652. Tại cái 810 thì Dương. Mẫu này các chị cho em là đồng tiền xanh lông công 100.000 một áo. Nha các chị nha, đồng tiền xanh lông công cho em giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt đồng tiền xanh lông công cho em. Ngọc Hường 652. Đồng tiền san lông công cho em giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt đồng tiền san lông công cho em các chị ơi. Thùy Dương san lông công, Anna Khang san lông công, Thanh Phú Nguyên xanh lông công. Đồng tiền xanh lông công cho em giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt đồng tiền. Tuyết Trần xanh lông công. Giá cho em là 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt đồng tiền xanh lông công.
lụ màu đó trời. Chúa này. Quang Khánh 652. Đẹp quá trời luôn. Giá mềm ơi là mềm luôn ấy. Giá cho em là 100 ngàn một áo nha các chị nha. Cho em 194, chị nào lấy thì các chị chốt 194 cho em các chị ơi. Ôi mình hàng đẹp. Mặc một cái áo dài mềm mại, co giãn. Không may áo dài, có nhiều chị em thấy mua về may giống như bộ á các chị. Bộ mà bộ mặc ở về giống mấy bà hội đồng hồi xưa á. Trời ơi mặc hơi bị sang luôn á. Áo dài Thảo Duyên xanh Long Công 194 cho em, giá 100 ngàn một áo. Đã vậy bây giờ cái bộ phim Đất Rừng Phương Nam điện ảnh nó vừa mới ra nữa đấy các chị. Trời ơi rất là hot luôn. 194 giá 100 ngàn một áo. Taxi Trần 2 áo 194. Còn áp dụng miễn phí ship nha chị. Mê Nguyễn 194. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu xanh đẹp trai. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là xanh đẹp trai nha. 100 ngàn một áo các chị ơi. Đào Dung 194. Ve chai mặc sang chứ. Đấy Dung quen kia cũng mặc cái áo màu màu xanh ve chai ấy, màu trơn ấy. Trời ơi hỏi hỏi hết cái like luôn. Có phải đâu, có lúc mặc lên thì không có. Ngon lắm không? Ngon lắm. Xanh ve chai cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt xanh ve chai cho em. Kim Hàng xanh ve chai, Lan Ngô xanh ve chai set. Mặc quần xanh, quần đỏ, quần vàng, quần trắng, quần kem, quần gì mặc cho Nguyễn Lan được. Xanh Long Công. Lên nó rất là sang luôn mà nó chia khuyết điểm nhưng mà lúc bán thì bạn trời ơi sao nó tối thế. Tường Vi Võ Thi xanh ve chai. Tổng là mấy cái xanh ve chai sao? Ba cái chị thấy ở kia có hai. Tổng là 3 phiếu hay 2 phiếu? 3 phiếu thì chị thấy có 2. Xanh ve chai cho em giá 100 ngàn. Các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt xanh ve chai cho em. Vải gì? Thì lụa sapphire ấy, bán 90 ngàn, bán lúc bán 100 ngàn một áo thì nhất định là không. Cái gì mắc tiền hơn nữa không? Em còn màu đỏ nữa nha các chị ơi. Mẫu này các chị lấy thì chốt đơn cho em là đồng tiền đỏ nha. Giá cho em 100 ngàn một áo. Các chị không lấy nữa em bán một mẫu này nữa em nghỉ nha các chị. Tối em bán tiếp. Kim Ngân xanh Long Công. Đồng tiền đỏ các chị không lấy nữa em nghỉ nhá. Kim Trang xanh ve chai set.
tuyến Kim Sang ve chai. Đỏ là đỏ, không có đỏ đô tươi mà cũng không có đỏ đô đậm. Áo dài thảo đỏ duyên là đỏ, lan ngô đỏ. Em đọc màu là chuẩn 100% cho các chị. Đỏ là đỏ, đỏ đô là đỏ đô tươi. Đỏ đô là đỏ đô, mà đỏ đô tươi là đỏ đô tươi. Còn đỏ đô là đỏ đô nha chị nha. Không có đỏ đô tươi mà cũng không có đỏ nào hết. Đỏ là đỏ. Suri en xanh lông công. Vũ thì 8 đỏ 9 áo. Phan Huyền Trinh đỏ. Nhưng em bán cho các chị á, em còn đọc màu cho các chị đó các chị ơi. Còn người ta bán thì ta không đọc màu các chị đâu, người ta lên mã số cho các chị không à. Hả chị? Ừ.